con đường kim chân thời gian của mình bắt đầu từ năm 2013, sau khi mình trở về từ Úc sau 4 năm học chuyên ngành marketing tại Úc. Thì lúc đó mình nhận thấy là các thương hiệu như là H&M, Forever 21 và các thương hiệu quốc tế khác đã có mặt tại rất là nhiều quốc gia nhưng mà chưa có mặt tại Việt Nam. Và các nước như là Úc, Thái Lan và Singapore đã có rất là nhiều thương hiệu local brand thành công và chỉnh chu. Thì mình rất là muốn thực hiện một cái thương hiệu như vậy tại thị trường Việt Nam để có thể đáp ứng các nhu cầu thời trang của các bạn trẻ. Nên là mình đã bắt tay vào làm sau khi chỉ 2 tháng sau khi trở về nước. Mình đam mê thời trang từ bé. Từ nhỏ là mình đã xin tiền bố mẹ để có thể tự mua cho mình những cái trang phục ưng ý. Và sau này khi vào đại học thì như các bạn khác thì họ sẽ xin làm việc thêm tại các quán ăn hay cái nhà hàng. Nhưng mà mình sẽ xin làm thêm tại một thương hiệu thời trang để mình có thể học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm. Mình rất là thích trải nghiệm nhiều phong cách, nhiều style quần áo khác nhau. Mình nghĩ là sau 9 năm mình làm Dotty thì mình đã có một cái cộng đồng các bạn trẻ thật sự yêu thích thương hiệu, thật sự đam mê thời trang và luôn chờ đợi những sản phẩm mới, những bộ sưu tập mới từ Dotty. Mình trân trọng tất cả mọi thứ, mình trân trọng khách hàng, trân trọng thương hiệu, trân trọng đối tác, trân trọng cả những cơ hội, những thành công, thất bại. Mình nghĩ là khi bạn trân trọng mọi thứ thì bạn sẽ dành hết sức, dành hết thời gian để nó có thể trở nên tốt nhất có thể.